Chào anh chị em đã quay trở lại căn nhà làm bếp nhé. Hôm nay bên em sẽ khui một vài kiện hàng. Con này bên em chuyên bán các đồ gia dụng Nhật ý nhé. Máy lọc không khí, bếp từ, nồi cơm, máy lọc nước ion kiềm hay còn gọi là máy lọc nước Kangen. Rồi quạt thì một số các dụng cụ khác nhé. Cái thùng nhỏ này là máy lọc nước anh chị ạ. Con này là máy lọc nước con này là máy ngon này, con này là của hãng Toyo nhé. Ngược ngược tính ngược. Con này thì máy rất nặng luôn và nó có 3 tấm điện cực nhé. Bóc luôn. 3 tấm điện cực của mấy cái hãng Toyo hoặc Energic thì đắt hơn, đắt như là 7 tấm của hãng Vana nhé. Hãng chất lượng gì ạ? Nước chất lượng đó. Hero nhiều, ORP thì cao. Hai chỉ số hydrogen và ORP ở trong nước thì rất quan trọng nhé. Con này không có vòi, thiếu vòi. Thấy con máy này về mua về mà nó lại không có vòi, không hiểu sao luôn. Thiếu một cái vòi tốn mớ tiền. Rồi, một con này giá khoảng tầm hơn chục triệu xíu nhé. Rồi kiện hàng thứ hai đây, kiện hàng thứ hai thì chưa biết là cái gì, cũng khả năng máy lọc nước anh chị ạ. Để mấy cái nồi cơm hoặc là nó xuất được đồ chiên dầu thì nồi nó đóng nó to nó lớn cơ. Còn này nhỏ dẹp 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 như vậy là máy lọc nước. Nhưng còn là máy lọc nước thì chắc của hãng Pana hoặc là Timnan đây. Con này là National nhá. Con này là dòng 5 tấm điện cực, lõi lọc 12.000 lít. Con này giá khoảng trên dưới chục triệu nhá. National. National này thì sản xuất từ năm 2008 trở lại nhé. Còn đời cao hơn nữa thì nó của Pana, là Pana nó sẽ tiếp quản từ năm 2008 trở đi. Đấy, con này National TK8051 nhé, nói lọc 12.000 lít này. Độ pH thì từ 3 đến 10 chấm này. 5 tấm điện cực nhé, con này giá khoảng trên dưới 10 triệu. Tùy theo gói phụ kiện và thời gian bảo hành nhé chị nhé. Anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ với em báo giá trực tiếp. Tất cả máy bên em đều test tất cả mọi thứ ok hết, bắt đầu mới gửi cho khách hàng nhé, vệ sinh điện cực mọi thứ luôn. Tiếp tục kiện hàng thứ ba, con này trọng máy lọc nước luôn anh chị ạ. Bên em là chủ yếu là máy lọc nước là nhiều nhá, máy lọc nước và lò cơm mình rất nhiều luôn. Con này là dòng Sanwa 7 nhé, Sanwa RW7, con này là của hãng Sanwa này. Con này với Sanwa với hãng Chim thì gần như là một nhé. Con này có màn hình LCD, màn hình có hiển thị hình ảnh luôn, độ pH từ 3 cho đến 10.5. Lõi lọc thì 14.000 lít nhé. Con này 7 tấm điện cực luôn, con này giá là khoảng trên dưới 20 triệu. Cũng tùy theo gói bảo hành, phụ kiện, lõi lọc mới nhé. Rồi, kiện hàng thứ tư này. Kiện hàng này bên trong có một cái thùng kia, khả năng là gì? Có khi là lo một con máy gì đó bên trong, nó khi mới mới kìa. Rồi, con này như bên trong nó là một con máy lọc nước mới chị nhé. Họ bọc thêm một miếng bìa thôi chị ạ. Đây, cắt này luôn. Con này là con máy mới chị ạ. Con này là mini clean. Con này là model là MW7000 nhé. Con này như 5 tấm máy lọc như 10.000 lít thì phải. Rồi pH thì 3 đến 10.0. Xem hình thù nó ra sao nào. Máy mới 100% anh chị nhé. Đấy. Đây, phụ kiện này, vòi này, mọi thứ này. Đó là cái gì đây? Nước thử pH này, gói canxi này, van chia nước này,
Đây là chữ van chữ nước, hồi gọi chữ T đấy chị ạ. Nhật xịn luôn nhá. Rồi, mới 100% mà chị ạ, chưa dùng luôn. Con máy này thì giá khoảng trên dưới 15 triệu nhé. Đấy, pH thì 8.5, 9.0, 9.5. Đấy. Cái này cái gì? Cái này nước axit này. Này, nước kiềm này, tắt mở này. Model mở như 7.000 anh chị này, made in Japan nhé. À, giá trên dưới 15 triệu tùy phụ kiện và thời gian bảo hành những gì nhé. Chị quan tâm liên hệ nhé. Mới 100% luôn. Thì mình cứ làm con máy mới dùng thì nó, chị nào mà chưa dùng hàng nội địa bao giờ thì mình hơi lo lắng, thì mình cứ mua máy mới cho nó yên tâm. Máy mới cũng rất nhiều loại nhé. Rồi, trên dưới 15 triệu. Chị quan tâm liên hệ chút này. À, tiếp tục khui một chiếc máy một kiện hàng tiếp theo nhé. Tất cả là hàng bên Nhật về luôn. Con này là thùng của hãng OSG như này, OSG này. Con này không biết máy mới hay máy cũ đây, không phải đâu. Nó là đây này, đây. Chứ nó không phải máy ở giữa. Đó. Đấy, còn này. À, con máy này máy đã qua dụng rồi phải. À, ui rồi. Thùng của Human vậy, thùng của Human nhưng mà bên trong là con Chimium 9000 nhỉ. Chimium 9000. Thùng của Human đây, nhà Chimium 9000 nhá. À, con 99.000 này giá khoảng 15 đến 20 triệu. Tùy theo anh chị bảo hành với phụ kiện loại lọc mới nhé. Loại lọc mới con này khoảng 3 triệu hơn rồi. Rồi kiện hàng tiếp theo. Kiện hàng thứ 6 này. Khả năng cũng máy lọc nước luôn anh chị ạ. Đổ ngược ra. Đó là cái gì, máy nhỏ nhỏ gọn đấy nhỉ. Cái này giống là tiền nan quá chị ạ. Con này kiểu như máy giống như của hãng Latinlan ấy nhá. Đây, máy Dustkin này. Đấy, con này chắc cũng của Latinlan sản xuất anh chị ạ. Con này độ pH từ 2.9 cho đến 10 chấm. 2.9 như này. Đấy, có hình ảnh trên máy này. Có màn hình này. Nói chung cái kiểu như vậy là của Latinlan anh chị ạ. Này, vòi đúng của Latinlan luôn rồi. Con này máy mới 100% nhé, 5 tấm điện cực nhé. Đấy, màn hình đèn led luôn này. Mức màn hình led không, đây xem cái tờ trên tờ catalog này. Mới 100% luôn. Con này thì giá khoảng trên 15 triệu. Cũng tùy theo gói bảo hành ấy chị nhé. Bên em nhận bảo hành từ 6 tháng đến 5 năm. Bảo hành càng cao thì giá nó sẽ tăng thêm xíu. Còn chỉ bảo hành thấp thì mình sẽ được cái giá rẻ. Nói chung hàng Nhật thì mình sử dụng mình cũng khá là yên tâm nhé. Cái việc bảo hành cũng không quá quan trọng. Con này mới 100% nhé. Đây thùng nguyên bản nó luôn. Con này em mua lâu lắm rồi. Nói chung tất cả hàng đây là mua rất lâu rồi, bây giờ mới về được nhé. Rồi kiện hàng số 7 nhé. Kiện hàng số 7 đây. Cũng khả năng máy lọc nước luôn đấy chị nhé. Rồi, con này máy lọc nước luôn. Con này là máy của hãng Chimium Hyper.
chim hyper nhé. Con này giá khoảng 15-20 triệu hơn một xíu, tùy theo chế độ bảo hành nhé. Và lõi mới. Con chim hyper thì nó 5 tấm đích cực, độ pH từ 3 đến khoảng hơn 10 chấm một xíu. Lõi lọc thì 8.000 lít, phím cảm ứng, màn hình đèn LED, tất cả mọi thứ là nó hệ thống đèn LED nó đẹp, cực đẹp luôn nhé. Giá bây giờ nó rẻ hơn ngày xưa, khoảng 17-20 triệu. Chim hyper này ở Việt Nam mình thì bán khoảng trên dưới 20 triệu, bán mới khoảng trên dưới 60 triệu, tùy từng nơi bán. Em bán mới khoảng hơn 30. Rồi, con này là con chim yêu 9.000 nhé. Chim 9.000 nó nổi tiếng, chim 8.000 và 9.000 nổi tiếng ngon bổ rẻ như nhé. 5 tấm nước cực, độ pH 3-10.5, lõi lọc 14.000 lít, có vòi bên trên. Rồi, kiện hàng tiếp theo nhé. Không có cái món gì mới nhỉ, chắc là toàn nó lọc nước không anh chị ạ. Rồi, vẫn tiếp tục là một cái thùng của máy Human nhé, không biết bên trong nó là con máy gì, khả năng không phải máy Human anh chị ạ. Nhiều khi họ mua con máy Human để họ nâng cấp con máy khác anh chị, con máy khác họ dùng lâu rồi họ muốn đổi. Nên họ mua Human về thì họ bỏ thùng Human luôn. Thấy con gì bên trong nhá, có khi lại chim 9.000 anh chị ạ. Cái đường rách đấy. Đấy, đúng con chim 9.000 luôn. Cái này hay nhờ, hai con 9.000 đựng vào thùng Human mới. Chắc là họ mua Human về để họ thay chim 9.000 ấy chị ạ. Human Water H80 nhá. Rồi, kiện hàng tiếp theo thì nhá. Chim 9.000 này nói với chị là nếu mà ngon bổ rẻ tầm mười mấy 20 triệu thì 9.000 với 8.000 với cả săn hoa vô địch. Con này mỏng mỏng chắc cũng 99.000 luôn anh chị nhé. Mấy con này thì dùng hơi bị sướng luôn, mấy con này bán khá là chạy nhé. Rồi, 3-4 con 9.000 rồi. Rồi, cái này tiếp theo. Mấy con này nhìn thấy này toàn bill vận chuyển bên Nhật về đó. Nó không bị khui đường này không ạ. Con này máy mới rồi anh chị ạ, mới 100% nhé. Máy mới 100%. Khui đầu trên này. Con này là con Hitachi nhé, Hitachi ATZ01 này. Hitachi Maxell anh chị ạ. Con này ở Việt Nam mình bán khá đắt luôn. Toàn là 6 mấy, 7 mấy, 8 mấy triệu nhé. Máy mới 100%, nói lọc con này nhớ là 6.000 năm tấm điện cực. Con này nghe nói là hero nhiều lắm này. Đây máy mới 100% như này. Con này bên em bán giá khoảng 30 hơn nhá. Giá bên Nhật thì rất con giá ở Việt Nam mình bán thì cao lắm đây này. Rất là. Con Hitachi Maxell này anh chị xem trên web nội địa Nhật Bản.net có luôn nhá. Đây mới 100% nhá. Hai nội địa bản đây này anh chị sẽ dùng điểm 100V chứ em. Đây là cái catalog này. Hướng dẫn sử dụng. Còn có một cái vòi bên trên nhá. Đây, vòi bên trên phụ kiện của nó đây. Nước thử rồi mấy cái đầu co cút này. Khóa chuyên dụng này. Vòi này. Mới 100%. Con này giá em bán khoảng trên dưới 30 triệu nhá, chị quan tâm liên hệ giúp em. Rồi, cái nán tiếp theo này. Cái này chắc là máy cũ rồi. Con này chắc là chim yông quá. Ôi giời, con này xốp bọc hơi bị kỹ luôn. Mút êm này quá dày luôn. Rồi, chim chị không phải có san hoa nhỉ? San hoa RW1. Đúng rồi, con này san hoa RW1 anh chị nhá. Nó giống con chim yông 8.000 á.
5 tấm cực ngon bổ rẻ chất lượng nhé. ORP lúc nào cũng đảm bảo anh chị âm từ 700 trở lên giúp em. Chắc chắn điều như vậy. Mấy con chim 8000 mê săn 31 này, săn 32 này. Ngon bổ rẻ, giá còn trên dưới chục triệu nữa. Hơn 10 triệu anh chị có cả loại mới luôn. Rồi mấy con 8000 mấy con săn 31 càng ngày càng lên giá như vậy nhỉ. Tức là nó rất là bền, thứ hai chất lượng nước nó tốt. Người rẻ nữa. Con này là con Excel. Con này Excel IE900 nhá, Siêu Hero nhá. Nói lọc là 8000 lít. Mình có thể mình sử dụng nói lọc 12000 lít được nhá. pH từ 2.5 đến 11.5 luôn á, con đó hơi bị ngon luôn. ORP cũng phải âm từ 700 đến 750 có thể hơn. Hero thì nó thật là siêu khủng luôn. Con đó 5 tấm điện cực nhá. Giá nó khoảng tầm cũng khoảng mười mấy 20 triệu. Tùy theo anh chị mua cái phụ kiện hoặc là lõi mới hay là gì đó, hoặc chưa bảo hành, anh chị muốn bảo hành 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, nó sẽ giá sẽ khác nhau một xíu. Rồi cái này tiếp theo này, anh chị nào chưa dùng máy lọc nước thì nên quan tâm đến máy lọc nước nhé. Máy lọc nước nó rất quan trọng đối với sức khỏe cả nhà, cả gia đình, người thân, bạn bè. Con này cũng là máy ion kiềm luôn. Con này là con này con Human nhé. Con Human này tấm điện cực của dòng Human HU50, nếu chị nào quan tâm Human nhé. HU50 là một cái dòng tấm điện cực cho ra chất lượng cực kỳ tốt luôn. Rồi, cái hàng tiếp theo này chắc ta lại phải hơn chục kiện này. Chưa thấy cái mặt hàng gì khác ngoài lọc nước gì ạ. Rồi, con này là Chimion H1 nhé. H1 thì nó giống con 9000 ấy. Nó model cao hơn thôi. Tức là nó model cao hơn 9000. Nhưng mà chức năng tất cả mọi thứ nó giống y chang con chim 9000 nhé. Giá nó khoảng tầm mười mấy 20 triệu. Tùy theo anh chị mua phụ kiện, lõi lọc mới các thứ nhé. Lõi lọc 14000 lít. pH từ 3 đến khoảng 10.5. Rồi kiện tiếp theo này, kiện này thì không biết cái gì nhưng mà em đoán là khả năng là có thể nồi cơm anh chị ạ. Thấy nó vuông vuông này. Hy vọng mà làm cái nồi cơm đi cho mọi người. Đây là cái gì đây? Oh, cũng máy lọc nước ở con này, chọn hai con, thằng nào nó thùng nó to thế. Con này chắc là ấy rồi, nhìn ra con này là chim, một con chim yông gì vậy, một con gì đây không nhớ cả. Con này chắc con chim vi cổ quá. Con này em đoán là con chim vi, chim vi của Fujiyuki chuẩn luôn. Ủa, con này trắng đẹp thế nhỉ. Con này của hãng Fujiyuki nhá. Ủa, con này nguyên bản trắng đẹp leng keng luôn này. Còn con này thì là chim yông neo đó, chim neo nhá, chim neo khá là bền, chim neo được cái có màn hình, lõi lọc cũng 8000 lít nhá, pH từ 3 đến 10 hoặc hơn 10 chấm xíu. Đấy, con này đẹp quá nhỉ, con Fuji này còn đẹp như vậy thì cũng khá là ít nhỉ. Đây là cái vỏ của nó này, Fuji thường thường nó sẽ về nó sẽ ngả màu vàng như vậy như này. Con này ông khui à con này. Rồi, con này còn đẹp leng keng luôn. Ui, con này mới thế nhỉ. Con này mấy con này đời nó khá là cổ nhá. Khoảng 2000 mấy thôi. Con này nó đẹp đẹp khủng khiếp luôn này. Rất mới luôn. Ui giời, con này về đủ cả lõi lọc này. Cái này là cái lõi lọc giả nhá, nó lọc giả vệ sinh máy, với cả cái này anh chị dùng để lấy nước 2.5 luôn, chuyên để lấy nước 2.5 đó. pH thì từ 2.5 cho đến 11.5 nhá, quá đẹp luôn, con máy đẹp leng keng luôn. Rồi con này anh chị lấy đầy đủ thì em sẽ bán anh chị giá 12.500.000 nhá, cả lõi mới luôn. Siêu đẹp.
quá mới luôn. Nếu chị thích cái dòng chim miêu thì chim neo cũng là một sự lựa chọn rất là tốt. Nói lọc nó hơi nhỏ một xíu, có 8.000 thôi, nhưng mà nó lại có màn hình tất cả mọi thứ đầy đủ hết nhá. Nó còn tiếp theo vẫn là con đồng nước nhá. Con này là của hãng Lesino rồi. Lesino Bana. Con này thì hay gọi là la trụ hay là ba la trụ nhá. Con này 7 tấm tích cực luôn nhá. Đấy, con này có hiển thị chỉ số RP, có màn hình, có hình ảnh trên màn hình luôn, nói chung là khá là ok. Con này khả năng là Latin Lan này chị ạ. Khéo vào cái mặt này. Ôi xa, đèn keo. Dùng mấy cái hàng này để lựa con nào đẹp em mua thì chị theo. Rất đẹp luôn nhá. Đấy, Lesino TK7715 nhé. Con này 7 tấm tích cực này, pH từ 3 cho đến 10.5. 7 tấm định cực nhé. Màn hình LCD có hiển thị hình ảnh luôn, có hiển thị chỉ số RP trên màn hình luôn. Nói lọc 12.000 lít. Con này đẹp, 90% cho lên chị ạ. Con này giá khoảng trên dưới 15 triệu nhé. Tùy theo phụ kiện, nói lọc mới, chế độ bảo hành luôn. Nên em nhận bảo hành từ 6 tháng đến 5 năm luôn. Con này con máy gì này lạ thế nhỉ? Lesino. Con này em nhớ là nó mới lắm này. Mua lâu rồi chị ạ. Dịch bệnh bây giờ hàng mới về được. Mua phải gần năm nay rồi. Con này không biết có phải cái con lấy được 2.5 không, để đứng lên này. Con này trắng phau luôn, Lesino chị ạ. Con này cái vòi lại ngược ở dưới này. Lạ thế nhỉ. Con này như hàng mới nhỉ. Con này như hôm trước ông nào mà lấy được 2.5 thì phải. Chưa biết sao, ông nào thử test xem sao. Con này như hàng mới chị ạ. Đây, đây để em dây trước còn buộc nguyên như vậy này. Đây nó có cái băng keo này. Sao lại ra cái băng keo này làm gì nhỉ? À, ra nó giữ cái hộp lõi lọc thôi. Ồ, như con này là để chuyên lấy 2.5 thì phải chị ạ. Đây, đây là cái hộp này, em tưởng là con này mới gặp lần đầu luôn. Đó, cái này là cái hộp, chắc là mình cho nước vào đây quá. Con này rất lạ luôn, không biết nó để làm cái gì đây. Rồi, từ từ sẽ nghiên cứu này nhé, con này hay nào. Không biết là để làm gì. Rồi. Để con ban đất. Con này gọi là độc đáo này anh chị ạ. Rất độc đáo đây. Xem này làm gì, con này vòi nó lại ở giữa tận dưới này cơ. Đấy, lạ. Đây rồi, đây, con này là mã gì đây? FZW03A1. Tắt mở này, đây chắc là nút công tắc tắt mở này. Đây chắc là hẹn giờ 15 phút hay 5 phút gì này. Đó, con này không biết kiểu gì nhỉ? Rất lạ luôn. Để từ nghiên cứu nhá, máy này hay nè. Như mới vậy ạ. Rồi, kiện hàng cuối cùng trong video ngày hôm nay chị nhé. Video ngày hôm nay thì gần như đa số lọc nước không à. Có một con máy này nó hơi là lạ, hơi dị xíu này. Rồi, tiếp theo là con máy của hãng con này chim Hyper. Chim, ui dồi, con này về, ui dồi, con cả vòi đẹp này. Đây, vòi này mới gọi là vòi nguyên bản của hãng anh chị nhé. Còn cái vòi mà anh chị mua ở Việt Nam mình 400 ngàn đấy, cái vòi chế cháo thôi. Đây, vòi nguyên bản của hãng này nó uốn cong được này, đó. Nó cũng có hai, nó cũng có đường ra đường vào này. Vòi xịn này.
Con này cái như là vòi mới vậy, mới chưa dùng á. Các nhìn thấy vòi mới nhé, chưa bóc luôn này. Cái vòi chưa bóc luôn thì nhé, vẫn trong nguyên trong hộp, trong bịch này. Bịch này là bịch xé rách chứ không có mở nhé, này này. Đúng không? Cái này vòi mới 100% nhé, chưa dùng luôn. Trong bao lông này không hề bị xé, không hề bị gì hết, mà cái bao này hiện nay là không mở được, tức là không gắn được vào. Rồi cái này phải xé rách ra mới được. Con này mới 100% nhé, vòi này. Cái vòi này anh chị là mua vòi riêng em bán luôn. Còn cái này chắc là phụ kiện của cái con này rồi. Phụ kiện này khá nặng, mất bao tiền cước về này. Con máy này chắc là đẹp đen keng nào. Chim Hyper thì như chị biết là nó 5 tấm cực, pH từ 3 đến khoảng 10.5. Lõi 8.000 lít, phím cảm ứng. Và đặc biệt con này có hệ thống đèn thì nó thật là không có nào đẹp bằng luôn. Hệ thống đèn nó đẹp lắm chị ạ, khi nó chạy nó lên hệ thống đèn LED cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chim này, ui con này mới thế nhở, như mới chị nhá. Con này sản xuất năm 2010 mấy đây, 2018 ấy chị, ôi dồi. Chim Hyper 2018 luôn chị nhá. Không còn nói. Nói thì là nặng thế, nó mới không sợ. Xem này phụ kiện cái gì mà nặng thế. Ôi dồi. Ừ, nó nguyên cái củ đồng này. Biết là làm cái gì đây. Nguyên củ đồng to đung chị ạ, nặng. Đây này. À cái này như là một cái. Ôi dồi, hoành tráng chưa. Đúng rồi, cái này đường ống nước, cái này nó theo cái vòi to lavabo này, cái này nó chia nước ra cái này đây đấy đó. Cái này là cái một cái đoạn để nó chia cái vòi lavabo, cái này nó vào đây, cái này cái củ này nó vào đây. Ôi, thẩm hố quá nhiều đấy, nó ra chia ra nước nó ra đây, cái này chạy lên trên. Cái này nó tức là cái này nó giống như chữ T ấy. Đúng không? Tách vào cái vòi này quá hầm hố luôn. Mấy co cút mấy cái này là cái nước thử cà lê mỏ lết này. Mấy cái này là cái chân của cái côn của cái dây của máy. Rồi cái này nói chung là anh chị nào mua về nghiên cứu. Rồi con chim Hyper này thì nếu chị mua đầy đủ cả vòi hết luôn em bán 26 triệu nhá, cả vòi mới luôn. Cái vòi mới này chị đã mua lẻ em bán 2,5 triệu. Mua lẻ bán 2,5 triệu nhé, mới 100% nhá. Chuyên dụng này đấy, một đường cấp này, một đường ra sử dụng này. Vòi uốn cong được nhá. Rồi, xin cảm ơn chị đã theo dõi video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị video sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Em khui thêm một kiện hàng nữa nhé. Kiện này nhỏ để đang cần tìm con máy nhỏ. Ô, cái này của chim, ô, chim Hyper. Ở đây con chim Hyper này có cả cái sách dẫn dụng luôn chị này. Đấy, 2018 nhá. Quá đẹp luôn. Rồi, con máy này con máy gì đây? À con này là con 8030 Natinan 8030 chị nhá. Con này thì giá rẻ thôi, 3 triệu hơn 3 triệu nhá. Lõi lọc 6.000 lít, tấm linh cực thì 3 tấm, pH từ khoảng 6 đến khoảng 10.0. Rồi, xin cảm ơn chị đã theo dõi video nhá. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau. Anh chị nào mua về bán lại hoặc là thợ thuyền, anh em nào kinh doanh máy lọc nước thì có thể liên hệ với em để được giá tốt nhất nhá. Còn anh chị mua lẻ đương nhiên sẽ bán bảo hành anh chị, nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Anh chị quan tâm thì vào trang web nội địa bản.net để xem nhiều sản phẩm nhé.